Nhìn thì đẹp mê ly, nhưng đằng sau đó là nỗi khổ ít ai biết của vận động viên bơi nghệ thuật. Có ai từng xem những màn trình diễn bơi nghệ thuật rồi mờ ê mê vì độ đẹp, đều và vô cùng năng lượng của các vận động viên hay chưa? Bình thường nhảy múa trên cạn đã khó, giờ họ lại còn phải nhảy múa ghép hình nghệ thuật ở dưới nước đúng theo nhịp nhàng nữa chứ. Nhìn thì mê vậy thôi, chứ ít ai biết rằng các vận động viên phải chịu một nỗi khổ khi tham gia thi đấu, đó chính là việc xử lý mái tóc. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Không phải là vấn đề nín thở dưới nước hay là nhớ động tác theo nhạc, mà chính là đảm bảo ngoại hình. Đây là trình diễn nên phần tóc của họ phải được cố định thật chắc chắn, không được để xoa xuống mặt hay bung ra gây ảnh hưởng đến hiệu ứng của màn biểu diễn. Cụ thể, để mái tóc vẫn vẹn nguyên, không xô lệch trong suốt quá trình thi thố, chuyên gia sẽ búi chặt tóc bằng dây chun, kẹp tóc. Sau đó hòa tan gelatin, chất làm đồng thực phẩm được chiết xuất từ collagen, đa phần tồn tại trong da động vật. Không mùi, không vị, có màu ngả hơi vàng hoặc trong suốt, được hòa với nước nóng để tạo thành hỗn hợp sệt. Tiếp đến, họ dùng được trải đều lên mái tóc. Sau khi thi đấu xong, các vận động viên sẽ phải tắm lại với nước nóng mới có thể loại bỏ hết phần sáp trên tóc này. Tuy nhiên, phương pháp này rất có hại cho mái tóc, làm cho tóc khô, gãy rụng nhiều. Điều này khiến nhiều người không khỏi xót xa với sự hy sinh của các vận động viên để có được những màn trình diễn mãn nhãn, hoàn chỉnh đến với khán giả. Một số bình luận của netizen: ôi, khổ thân quá, bảo sao tóc họ ai cũng mỏng. Đẹp thật, nhưng mà cái giá cũng đắt phết. Ngoài ra, các vận động viên phải sử dụng đồ make up không trôi, không đeo trang sức và phải diện đồ đồng đều khi thi đấu. Bạn nghĩ sao về sự thật này? Chia sẻ cùng Tin Nhanh 24 giờ online cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để khám phá và cập nhật những câu chuyện thú vị.